Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Giáp Ngọ trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Năm Canh Tý lại xung thái tuế nên con giáp này khó bề suôn sẻ, thuận lợi. Tình duyên thì kém sắc mà công danh thì cũng ảm đạm, mong chờ tài lộc tới nơi thì mãi chẳng tới. Vì bạn tuổi Giáp Ngọ mà tử vi 2020 cho thấy, trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế nên Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Sa Trung Kim, có ngày sinh từ mùng 3 tháng 1 năm 1954 đến ngày 23 tháng 1 năm 1955. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung lại thêm thất sát thung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Xét về vận trình sự nghiệp, công danh, tuổi Giáp Ngọ năm 2020, con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Giáp Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Ngoài ra thì thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình bị mắc sai lầm hay là để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay là kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Còn xét về tài lộc, người tuổi Giáp Ngọ trong năm Canh Tý, tài vận không được lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chốt đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dôi. Thêm nữa còn phải đề phòng phường trộm cắp lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra trong năm có thái tuế là thất sát hung tinh đối xung với tứ tài nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của hoặc bị lừa gạt hoặc là bị nẫng tay trên. Người cầm tinh con ngựa thì cũng cần phải thận trọng khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay là các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này thì đừng vì bốc đồng, kích động hay là bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền thế, gây sự ở cơ quan hành pháp. Cũng đừng vi phạm pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề sẽ chẳng thể kêu hay. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tình cảm, trong năm 2020 tuổi Bính Ngọ không có nhiều đào hoa. Thái tuế thiên quan tinh là sao khắc giới của nữ mệnh, song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Tình cảm đôi bên thì cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh thì chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gài trống hoặc là kiếm gỗ đảo để hóa giải. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh.
Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, nữ mệnh tuổi Giáp Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh. Song nhìn tổng thể thì vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn trong chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió, bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Tình cảm gia đình thì lúc nào cũng vui vẻ bên chồng con và các cháu, tuy thỉnh thoảng có sự xung đột nhưng không đáng lo ngại. Khuyên người tuổi Bính Ngọ hãy thỉnh vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật dần ngọ tuất sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, quý bà cần phải chú ý tuyệt đối hạn về sông nước cũng như là các bệnh về tuổi già. Sức khỏe kém trong năm hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp